Xin chào mọi người. Hôm nay là em xuống đi bảo trì căn nhà yến này nha mọi người. Thì tới thời điểm này nó cũng được 4 tháng, hơn 4 tháng rồi nha. Từ ngày sửa tới giờ. Đó. Em vào trong em coi cho mọi người tham khảo nha. Mọi người tôi kênh ủng hộ em bằng cách bấm like, bấm chuông nha mọi người. Nói gì vậy? Thôi được rồi, chút nữa chú vô sau cũng được. Đi, nhanh. Chú thử đếm coi có được nhiều tổ. Này là phần kết. Này bỏ luôn cái gì đây? À không. Đây này này. Đây hai cái bự. Cái này là tin shop này. Đây. Góc là hai ổ luôn. Ba tổ luôn. À. Đây. Có lý ạ, được ạ, cũng ơi. Đây. Hai tổ luôn. Ở ngoài đó có không? Hả? Để chú Vũ ông đếm, mình cứ đi coi trước thôi. Đây là dòng là biết rồi nè. Đây nó có không? Đây nè. Đây hai nè. Đây chắc chắn là có luôn. Đây có. Đây nè. Đây hai tổ. Bên hông tổ, bên này tổ. Không có phần. Mùa này sao thấy người ta bắt đầu hái rồi. Mấy tổ rồi ông Vũ? Mấy tổ rồi? Cứ đếm tổng hết đi, đếm cả mới cả cũ coi đếm mới được bao nhiêu. Chim non. Mới lên. Ông này bỏ nè. Đây hai điểm. Mấy cái tổ nó bỏ thì khỏi đếm nè. Đây là bỏ rồi nè. Cũ gõ bỏ rồi.
từng 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 bốn chắc là, từng bốn từng năm chắc có lý thôi. Có cái tầng dưới á nó nhiều nhiều hơn cái tầng trên này. Tầng trên đó hả? Cái tầng trên tầng tầng trên trên tầng một. Tầng một tầng hai nữa. À. Lại khều khều cái đuôi nữa là nó mới bay. Ngoài thấy ngoài nó ấy hơn trong. Nhà dài quá mà. Nên là nó đúng rồi. Ờ, lên quạt rồi đó. Đi trắng đã. Anh làm xấu mà cố luôn. Mới trong mùa này cái tổ nó béo quá ha. Mới giống như mùa có mùa nó to. Nè, làm cái tổ gì? Được bẹm lên. Mới quẹt được bẹm. Đó, bự đó. Đây là lỗ 4. Lúc nào ở phòng trong này nó cũng dọn thấy nó trống hơn ở phòng ngoài. Ồ, ba tổ mà cái tổ này bỏ ngã rồi. Bỏ rồi. Làm phân rồi biết. Bỏ rồi. Ồ, làm trắng phếu rồi. Trắng phếu bỏ cũng hết đi. Đây. Ba cái. Hai cái, ba cái. Cái này bỏ này. Cái này bỏ này. Còn hàng này à, còn thằng này với thằng này. Ui ui ui, ở đâu mà một dọc vậy trời? Ở đâu mà làm một dọc vậy ta? Ủa con chứ? Con thằng trắng nè. Thằng trắng. Này được có hai cái tổ gì hai tổ hai bên đây tổ nó chắc luôn. Đây là mới quạt lên sợi. Đây lên bự luôn. Ờ, chỉ là con chẳng con là do cái con bỏ đen nó ăn thôi. Có phần tươi là con bỏ nó mới ăn. Ừ. Này bỏ rồi. Đúng rồi, thì tăng chim là phải vô mùa mới tăng nhanh được chứ còn không vô mùa là chậm lắm.
À, thằng này thấy có lý á. Thằng này có lý nè, thấy phân quá trời. Làm thế, nó làm theo chùm hả? Đếm đếm được rồi đi. Ủa sao mới mở âm lên cái tắt rồi à?